Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục với tựa game đép nhà anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái con Eren và con Bulma để mình đi, mình lấy cái cánh màu đen đi, nó đang bay bay nè anh em. Đó, mình đi một mình nãy giờ không nổi. Bây giờ mình phải dùng thật triệu hồi người phụ rồi anh em ạ. Nói chung thì có cách để đi nhưng mà mình chưa có biết cách để đép như thế nào, nhưng mà bắt buộc bây giờ mình phải gọi thằng đi vào nó hỗ trợ thôi anh em ạ, chứ mình chịu rồi. Đó, nó ngồi nó khịa khịa mà nó có cái xe của thằng kia tụi kia kìa. Vô nhanh đi ông ơi, để tôi bấm quy game đây, gọi khịa khịa cái gì. Thôi, bây giờ mình sẽ mở mic lên mình nói chuyện với nó luôn nha anh em. Trời dạy. Mày khẽ gì anh đi? Hả? Cười. Nãy đi nó chỉ mình cách hack hack tiền anh em ạ, à. Mà mình hack không được. Để giờ mình vô cho anh em coi đi nó hack nha. Đi game nào nó cũng hack được hết anh em, mà nó hack full tiền quá vậy, nó đặt mấy con Eren ra với tiền nhiều quá. Mình chịu. Nó chỉ mình gì là đặt ra rồi bán gì tùm lum tùm lưa hết rồi, có biết đâu. Chị kỹ thuật bếp bếp nhà không chị? Thôi em hack chứ chị kỹ thuật gì rõ ràng, Đó, anh anh thấy cũng mới vô đâu có chịu. là đặt event liền, là anh là câu thời gian lát hồi con thứ hai chạy ra nhưng đó. nhưng nhưng mà anh đặt sau con này đúng không, hồi nãy anh đặt sau con này xong rồi cái quay anh nét quay xong cái anh đặt con Anh Bulma phải đợi ra. con thứ hai ra anh mới nét quay được. Giờ anh coi thời gian Rồi con thứ hai nó mà chịu hồi cái nét quay. Bởi vậy á, thôi chị kỹ thuật không làm được bởi thiệt chứ, vậy. ngồi xè cái xe đồ cái kiểu xe thấy gớm. Anh có không? Sẽ thấy gớm người ta lấy về, ta lấy cái cánh đen về bữa ta đi tới đó. Tại anh không có Luffy thôi, anh có Luffy anh đặt Luffy ra cho anh đấm cũng ngon chứ bộ. Luffy anh dư tiền mới đặt được. Luffy có 500 900 tiền rồi. Ngàn đó anh. Mình giá có Ngàn. rau một thì nét đi trời ơi. Đấy, từ từ nét chứ. Nét đi, mày hồi nãy anh đi tới rau 10 anh mới hết nét đấy. Ơi, ơi, ta thắng luôn mới ra một chỗ thì. Anh ấy tới rau mừ luôn, ngày thể tin anh chứ. Ồ giờ mình đặt y chang đi luôn nhé anh em, nãy mình cũng đặt y chang vậy luôn mà nó không được, lừa game lừa Anh cùi. coi. Con Titan nó cấp 1 429 máu, con Titan mình cấp 1 có 240 máu à. Bây giờ mà em làm gì nữa? Không nét quay hả? Không nét quay luôn hả? Nét quay đi. Không anh, không đợi đợi đợi, đợi chi ba ra nét quay. Ghê ta. Nãy anh đặt Eren triệu hồi con kia ra cái anh bán, đặt Eren triệu hồi ra cái anh bán làm hoài luôn, hồi không có tiền, hết tiền. Né đi rồi kìa, né đi. Ui lắc rồi, chuẩn bị văng bây giờ. À để né cho. Nâng Đó. cấp không được luôn lắc ơi. Thăng cấp đó lên đúng không? Làm y chang đi luôn nhé anh em. À làm gì nữa? Còn 337 tiền nè. Ấp bu mà anh. Ugu ma. À. Sao mà Sao quái vậy? quái quá trời quá đất luôn, hai con này càng nổi hay không? Không có lắc á, nãy em nâng cấp Eren là lên máu rồi. Lắc rồi nâng không được. Đâu anh lên hay lên 400 hay có 2429 máu mà lên lên đâu. Không, em nâng không được trước khi nó xì bam đó. Đang ngàn binh rồi, xong rồi. Cái này Lát thua à. văng cái anh chủ tịch cho em mình. Cái này thua là tại đi nha anh em. Thế tối là mạng em lắc lắm anh. Khổ mà. Anh có đem con bút đam theo nữa này đi đặt không? Cho. Có đem con tăng đam nữa nè. Giờ anh đi làm sao mình làm như vậy nha mọi người. Không win là ví dụ như giờ em văng còn mình anh cũng làm được. Rồi chết hết rồi. Xong rồi. Mất hết rồi. Lừa. Ủa chỉ cần một con Bulma thôi là được rồi hả đi. Đấy đúng rồi. Lắc quá. Con Bulma đi cấp 20 luôn dữ vậy. Ngàn binh lận anh ơi, xong rồi.
Hồi nãy anh chơi 300 mấy bên trai còn không được nữa. Giờ mình net quay cho nó có tiền mình đặt tiếp ra hả? Không anh. Lát thì bam ra giờ đó tính toán hết rồi rồi net đi anh. Net đúng Trời không? Ơi, đúng rồi. Net rồi mình làm gì nữa? Nâng con Eren lên 2. À, hấp dẫn. Các chi kiến. Thôi thôi. Kiến thức vậy mà. Là không được hát. Kêu hát đi. Kêu hát đi à. Không biết điều đó. Lắc quá tay nè. Sao rau 4 rồi. Lát đít con nét nè. Em máu 1500 rồi đó thấy chưa. Em cấp như ấy anh máu mới có 800 mẹ. 840 rồi. Nên em đi easy đúng không anh? Bở mày hack mày cộng cái con Eren mày lên cấp 80 trước mà. Đâu đúng em đi Eren em có năm mấy à. Con anh cấp 1 kìa. Anh không cho ăn thôi chứ không cho gì nữa. Thôi em hack em kiếm mấy cái con cho ăn anh biết rồi đi à. Lừa. Anh em Luffy mới ra nó cũng có luôn. Con nào năm sau là ni có hết rồi. Bởi vì nó hát mà nó hát mà. Game nào cũng hát hết. Chơi đâu, game vậy thiếu chết nhiều rồi. Con lắm. Con Death Note chưa có nè. À giờ nâng cái nhà lên đúng không? Đó nâng nhà lên. Nó là sao mà làm y chang vậy nha anh em. Sao chép nha. Thì mọi người nào mà có mấy cái dạng như là mấy cái con tướng này thì có thể làm theo như đi đi một mình thử có nổi không nha. Cái nãy mình đi một mình đi đâu cái chục lần không nổi. Lừa lắm. Ừ em quên mang con bay rồi. Anh có, bắn, anh bắn có, bài. Anh có. À rồi. Anh có. Giờ quay này đặt bắn bay đúng không? Đúng rồi anh. Đặt trên này nè anh. Net quay đúng không? Net quay đúng không? Net anh, net. À, net quay nhưng chưa đủ tiền đi à. Còn bắn bay tiền tới năm. Tiền Buma búp anh, Buma búp. Đó. Đó. Chìm tiền. Tính toán hết liền. Đã chỉnh thành flash luôn nhé anh em cho nó bắn cái con đi cuối cùng lát. Con bay. Chỉnh thành flash luôn. Thấy không? Vậy ra anh lũi có tiền nâng được Eren lên 3 nè. Thấy không? Tính toán kỹ lưỡng chỉ thì không qua được. Thấy chưa? Mày hát cái con Titan mày nhiêu đó máu khác con Titan mày con Titan chưa có 800 mấy chục máu kìa thấy không? Lên 3 là hết máu càng hết rồi. Con Titan có 800 mấy máu con Titan mày level 3 nhiêu? 2500 máu rồi. Thôi. Lúc em đi cũng có mát đâu mà. Anh bị khổ thiếu đó. Anh bị thiếu 30 đồng anh mới ăn được. Để Titan lụi con đủ anh. Giờ 1200 tiền mình đặt thêm con bắn bay đúng không? Hay là mình nâng nó lên. Con bắn bay nâng má được. Nâng má luôn. Nâng nó lên 2 sao đi cho nó bắn. Tại vì con bắn bay này tới 16 giây nó mới bắn lần lần em. Nhưng mà quan trọng là người ta là cái con Super Siêu Saiya huyền thoại không? Ni làm gì có. Rồi xong rồi xong. Nét nhà. Nét nhà. Sao mà nét được. Nó không ra kìa. Sao không ra anh? Tính toán hết. Là lia quay đúng không? Không. Không lia hả? Giờ là hết lia rồi đúng không? Giờ không lia nữa đúng không? Không anh, không. Rồi, ok, không lia quay. Rồi anh chỉnh thành quyết đi anh, chỉnh thành yếu đi, nó bắn mấy con trên cao. Quyết là cái gì? Strong quyết cái nữa, nhấn cái nữa. À. Rồi đó nó mới bắn mấy con bay được. Rồi qua tầm rồi. Không sao, anh đặt bên đây một con nữa, thì ít nhất phải 2 con bắn bay mới được đi à. Một con không có được.
anh hết tiền rồi đó. Anh hết tiền rồi, giờ mày chỉnh đi. Nó nâng cái con Bulma nó lên 1500 luôn rồi nè. Thấy chưa, đây nó hát rõ ràng, mình phải dùng tiền mình nâng mấy con bắn bay nữa. Còn đi thấy nó hát Bulma nó gần full rồi, nâng cái nữa 3000 tiền là nó full rồi. Cho nó không bắn con mấy con bắn bay mà nó bắn cái con kia không vậy? Ok. Anh biết là yếu quá, bắn mấy con yếu quá. Đội chỉnh lại thành phớt đi anh, bắn mấy con bay đầu kìa. Phải chỉnh hoài vậy luôn mới được hả? Đúng rồi anh. Nhưng mà nó đi vô rồi đi. Ok, hai con châm máu. Ôi giời ơi, 200 máu. Tất cả là tài đi anh em ạ. Không, nhưng mà bây giờ anh chỉnh thành này là được rồi nè. Bây giờ có anh đi để anh đi lo Titan đi anh em ạ. Mình chỉnh lo chỉnh mấy con bắn bay cũng được. Titan nhiều quá mạnh. Không, để anh chỉnh cái con này lên level cuối là được rồi. Một con level cuối 1800 tiền là nó bắn được hết rồi. Chưa đủ 3000 tiền hả đây? Chưa đủ anh. Em nâng Eren Max mà. Mình chờ đủ tiền là mình nâng full cấp cái con bắn bài trước anh em ạ, cho nó ngon. Nếu không hồi vô hết hai con 200 máu rồi. 201, 202 máu, đi báo không à. Lừa. Lại hồi con Titan kia mà ra là nét đã luôn á. Con Titan cuối chứ gì. Đúng rồi. Thôi em hát mà anh biết rồi. Em hát anh biết rồi đi. Ở à. Ôi vậy anh cùi quá. Thôi em hát cùi cái gì. Đó thấy chưa. Cái con này nó ra là nó chơi hết. Nổ cho anh đi lắc máy luôn nè mày. Nó nét luôn đi dư rồi. À, vậy là mạnh rồi, vậy là win nãy rồi đó. Đúng rồi, win rồi đó, không dễ không? Win nãy rồi đó. Tại hai người. Một người cũng vậy. Hai người. Tại con Titan chiến thuật của em. Bắt buộc phải có Eren là được. Lừa. Bây giờ là nét quay luôn nè anh em, nét quay tới 15 luôn á. Đi tốc độ luôn rồi nè. Giờ nói chung á, tốc độ đây là tại mình với đi nó có mấy cái con quan trọng mới đi ải mà. Chứ mọi người mà xài mấy cái con cùi cùi cũng nát. Thấy chưa em, thấy chưa em, thấy cái con Eren nó nhảy lên một cái, nó đặt cả nó cho nó đặt con Phi nó đánh luôn kìa. Mày chơi thì nói mà. Từ đây là dư tiền rồi mà. Tao để ý gì thôi. Anh đặt ở đây. Dành đam anh em ạ. Dành xong rồi lại không biết nữa. Quay lấy tiền xài. Giờ cứ auto nét thấy không. Vậy là win rồi. Thì win rồi. Hả? Đó không, thấy dễ không? Đang em giờ nhảy lên nè. Là dễ. Bớt đi hen. Anh đánh phụ em đó. Mình đang em giờ lên. Tại con Titan anh có cấp 1 hè. Ủi không có nổi. Khác biệt lắm em, nhìn cái con của em như 4.400 máu, con anh có 2.000, con anh mới 1.400 máu, full có 2.000 mấy máu nè. Lúc em đi đâu có map đâu. Thôi.
Lúc em đi nó mới level 20 mấy à. Tao chết, tao đặt con, tao đặt con đâu rồi? Ủa tao bỏ con Buddha ở nhà rồi mày ơi. Thắng anh đâu cần Buddha đâu. Em ra Luffy là xong game rồi. Đâu, anh không được đụng vô luôn á. Đi liên này. Đó. Được đụng trên đây. Được đụng trên đây. Đó. Nè, chết nè. Đi ngàn chết nè. Đó. Em nhảy tớp liền. Anh bỏ cái con, anh bỏ con gì ta, anh bỏ con anh bỏ con Levi ở nhà rồi, anh có con Levi anh đem theo, nó nhảy lên nó chém là con Nezuko nó đánh là được rồi, là em khỏi chơi luôn chứ ở đó. Tù ra. Anh Levi bỏ con Levi. Nhưng mà nó nhảy lên trên nó chém ngoài tầm con kia của em rồi. Con Luffy em quánh tới đây nè, anh quánh tới chỗ mới ra luôn á. Xong rồi, xong rồi. Thấy Luffy đỉnh cao chưa? Đó. Thôi, Nezuko của Nam bật mới là đỉnh cao nha em. Em bật ớp rồi. Nezuko anh cần 800 dam để bù. Ủa tính ra chị chỉ cần một con Titan thôi cũng win nữa. Thì đúng rồi. Em nói Titan quan trọng lắm á. Không biết nữa là một thằng hả Titan thôi á. Đâu lúc đầu em đâu càng hết đâu. Trừ khi đi một người thôi, hai người máu trâu lắm anh. Anh có cách, anh nhiều đau, anh con Titan là nhiều máu hơn bằng con Titan em này đi. Bút ra mà. Rồi. Anh bút cũng không bằng đâu. Ủa anh bỏ già bút ra ở nhà rồi. Ok. Thiệt chứ. Nói vượt giải phải là giải mà tại mình có mấy con cần trong cái ải này nên lý giải. Với lại con mấy cái con mình đam to nữa. Con anh cái con bắn cái con Super Shishaya thì của anh cũng 450 đam rồi nè. Đâu đặt ra cây hết máu với đi. Ủa đam em nhảy đã quá anh chủ tịch. Có 200 mấy k đã gì trong này nhiêu đó chứ giờ giờ win luôn rồi. 35 có quay 35 em chịu hết đam luôn đó. Quay 35 thì quay 45 chứ khi 35 kìa. À, Nezuko anh cào đi à, em quên hả? Đâu, em top down đó, top 1 đó. Đồ. Luffy đam to lắm. Ôi giờ dư tiền không làm hết, xin Nam đi đen chơi Nam, nè. Nam mực nó mới nhắn tin nha, nó kêu như là nó mới top trong Discord là nó kêu nó quay 20 lần không ra Eren kìa. Nó đang khóc kìa. Hồi trưa, được. Hồi trưa anh quay có 150 kim cương. Đó anh chị ba anh bán cái anh nhìn nhà ra nè. Đó, dư tiền làm gì. Đó ra quá trời không. Nhưng mà có 240 máu à. Bộ, thì được rồi. Nó nhiều con mình cũng nhiều con. Em mới bán cái gì mà em nhiều tiền vậy? Em có bán gì đâu, dư tiền lắm anh. Có bu ma mà. À nãy giờ anh đặt mấy con Rolly ra nè, hèn gì nó bị ấy. Nó bị hết tiền rồi. Đi là giải liền, lấy cánh kiểu giống như cánh dơi ha. Con boss trong đây nhiều máu vậy ra chưa? Còn nó chết đâu luôn rồi. Thấy không em nói mà nha đâu. 400 mấy đào thấy không? Ồ, nhờ anh đó đi à. Chứ gì nữa. Thì đúng rồi nhờ anh. Thôi video này mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi anh em. Thì cuối cùng mình cũng đã lấy được cái cánh dơi đen rồi. Để mình ra mình nhận cái nhiệm vụ lấy cái cánh dơi cho anh em coi nha.
Xong rồi mình sẽ kết thúc video thôi. Thật sự lúc nãy mình đi không một mình đi không có nổi, có cái con Titan mà nó yếu thiệt anh em à. Con Titan là level 1 và nó ủi không có lại từ nó, đi Titan nó cấp to rồi. Nên nó ủi nổi, mình thì chịu. Đó, lấy cái cánh anh em à. Sẽ vô lấy cái cánh dơ đen. Đó. Đó. Hấp dẫn cái gì chưa anh em? Cánh dơ đen đây. Đó, wow, thật là hấp dẫn. Thôi, mình sẽ kết thúc video này tại đây thôi. Thì cũng cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian để xem video mình nha. Hẹn anh em ở những video sau. Bye bye.